Hello. Hello em là người đầu tiên Mỹ Linh. Trời ơi, điện thoại sắp hết pin rồi. Anh Vũ, hello, hello em. Minh Châu. Thầy Tuấn. Sài Gòn mưa hả chị? Sài Gòn không có mưa cưng. Sài Gòn đang kẹt xe chứ đâu có đang mưa. Đi đâu đó? Dạ, em mới vừa đi công việc về. Con đoạt giải gì hả thầy? Con đoạt giải gì mà con không biết? Đoạt giải nhoi quá hả? Trời ơi, sao mà đông xe quá. Buổi chiều mọi người đang làm gì? Có ai lưu thông ở ngoài đường giống như mơ không? Rất là đông xe, kẹt xe luôn á. Đẹp quá, cảm ơn em. Điện thoại không có chỗ nào để có thể để, mình không cần phải cầm hết nè. Mọi người đang làm gì đó? Chào, chào Viết Nguyễn. Cảm ơn anh Vũ. Bình chọn rồi đó nha. Bình vô bình chọn cho em chưa? Mọi người ơi, mọi người ơi. Mọi người đông, hơi đông đông nè. Mọi người bình chọn cho Mơ nè. Mơ mới vừa đi họp báo về. Mơ mới vừa đi họp báo công bố những diễn viên được đề cử vào những cái giải nhiều hạng mục của cúp truyền hình điện ảnh Ngôi Sao Xanh đó. Là cái này cũng chắc mọi người cũng biết rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên Phan Thị Mơ được đề cử, cho nên là Phan Thị Mơ cảm thấy rất là vui. Cho nên mà Phan Thị Mơ muốn mọi người thương Phan Thị Mơ thì mọi người vote cho Phan Thị Mơ, mỗi người một vote. Có thể là bình chọn bằng điện thoại hoặc là có thể bình chọn bằng trang web giải thưởng điện ảnh.vn. Cảm ơn Minh Châu đã bình chọn cho em. Hai chị, chào người đặc biệt. Chào táo mini. À, bình chọn có hai cách bình chọn. Thứ nhất là mình bình chọn bằng ngay cái điện thoại của mình luôn, là mình sẽ soạn tin Ngôi Sao Xanh viết tắt là NSX, khoảng cách cái mã số của Mơ là Q210, gửi đến tổng đài 8079. Đó là cách bình chọn bằng số điện thoại của mình. Cách thứ hai là mình sẽ truy cập vào trang web giải thưởng điện ảnh.vn và bình chọn cho diễn viên Phan Thị Mơ. Mọi người nhớ bình chọn cho diễn viên Phan Thị Mơ nha. Đây là đề cử đầu tiên của Mơ. Mơ cảm thấy rất là bất ngờ, vì mình là một tay ngang rồi trong cái danh sách bình chọn đề cử đó thì quá nhiều diễn viên gạo cội nè, những diễn viên mà kỳ cựu, những chị rất là nổi tiếng ở lĩnh vực diễn xuất, còn mình thì giống như là một lính mới đó. Cho nên là nhìn cái danh sách diễn viên mình thấy là ôi, chắc là không có có cơ hội rồi, nhưng mà vẫn cảm thấy vui và muốn là kêu gọi mọi người bình chọn cho Mơ. Cái mà bình chọn mới vừa được tính vào lúc 2 giờ ngày hôm nay là lúc mà Mơ đi 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 họp báo nè. Thì bây giờ được tính cho đến hết ngày 6 tháng 11. Thì ngày 11 tháng 1 sẽ là công bố xem Mơ có được nhận giải hay không. Mơ được bình chọn với hai hạng mục. Thứ nhất là
nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn đang thi trong phim Hồ Sơ Lửa. Hồ Sơ Lửa Mật Danh D9 là phần 1 của Hồ Sơ Lửa. Và một hạng mục thứ hai đó là hạng mục diễn viên được yêu thích. Đó là diễn viên được yêu thích, đó là khán giả, đó là các bạn sẽ bình chọn Vanimer đó. Còn diễn viên chính xuất sắc đó là sẽ là hội đồng nghệ thuật chấm cho mình. Mọi người ơi, kẹt xe quá luôn. Nhìn nè, rất là đông xe. Vanimer không thể nào mà đi nhanh được, cho nên là mấy không có đi nhanh được, cho nên là mấy là livestream để có cái để là để bớt chán. Hai em bình chọn sao vậy chị? Mà cái xe này không có chỗ nào để cái điện thoại để mình khỏi cần phải cầm hết á, khổ ghê. Để chút xíu cái là chạy xe nó ngã mất tiêu rồi. Mặt vẫn tươi lắm. Cảm ơn Tiệc bình chọn cho mơ chưa. Tới dự ba họp báo mới thấy là quá nhiều diễn viên, quá nhiều hạng mục để mà bình chọn. Và cơ hội của Phan Thị Mơ thật là nhỏ bé. Huỳnh Quốc Trung, Khoa Nguyễn. Em đang đi event mới về, đang trên đường về nhưng mà quá là kẹt xe ạ. Siêu kẹt xe luôn. Mọi người ơi, bình chọn cho Phan Thị Mơ đi. Đình bình chọn chọn ngay trên điện thoại của mình. Coi livestream của Phan Thị Mơ, bình chọn cho Phan Thị Mơ xong rồi. Bình chọn xong rồi coi livestream tiếp nha. Xinh quá chị ơi, cảm ơn Hoàng Vũ. Trời ơi, cái góc này không có được đẹp lắm, nó bị mập cái mặt quá đi thôi. Mọi người cầm điện thoại lên, soạn ngôi sao xanh viết tắt khoảng cách Q210 gửi 8079 để bình chọn cho Phan Thị Mơ với hạng mục nữ diễn viên được yêu thích nhất. Ngôi sao xanh 2017 nha. Chào người đẹp, đi đâu mà đẹp thế. Ôi nhiều, nhiều comment quá. Trôi đi đâu mất tiêu. Khoa Nguyễn, Hiền Lê, xin chào chị. Tại vì là đang kẹt xe nhiều nhiều lắm luôn. Cứ đi rề. Chúc mừng chị thì bình chọn cho chị đi. Quốc Trung, Thắng Quốc nữa. Nhã Uyên bình chọn cho chị Mơ đi. Soạn ngôi sao xanh viết tắt khoảng cách Q210 gửi 8079. Đó, nay tôi đã thuộc luôn cái dòng đó. Mơ là số 1, cảm ơn anh Vũ. Phạm Sương, ok thì bình chọn cho người ta đi. Quỳnh Quốc Trung, em bình chọn cho chị, em bình chọn bằng điện thoại xong rồi em truy cập vào web, em bình chọn luôn nha. Lần đầu tiên chị được đề cử đó. Nguyễn Quang, chúc mừng chị. Ngoan bình chọn cho chị đi. NSX khoảng cách Q210 gửi 8079. Kêu gọi quá, quảng cáo quá, quảng cáo thật là lộ liễu. Chị ơi, ra phim nào nữa trên TV, cứ chiều đi chiếu lại phim Thủy Tiên với Gia Huy.
Cái phim nó được nhiều đài chiếu lại, chị cũng thấy đang chiếu ở đang chiếu ở kênh gì đó, hình như kênh phim Việt với lại TV thì phải. Tại vì phim đó nhiều người thích đó, bán cho nhiều đài. Với lại chị đang có một phim ở trên HTV7 mà nó là phim sitcom cho nên là nó rất là ngắn. Hello trẻ yêu, hello bé yêu. Duy Nguyễn, em khỏe không? Em bình chọn cho chị đi và em kêu gọi mọi người bình chọn cho chị đi. Nhã Uyên, chị yêu xinh đẹp. Mo em. Khi Bo Nguyễn, đẹp quá em ơi. Dạ em cảm ơn. Kêu tên em đi. Để coi tên gì cái đã. Nguyễn Tống Minh Nhật. Chào em. Em tự tin lên. Em tự tin đó. Mọi người bình chọn cho em thì em sẽ tự tin. Tại vì em thấy những cái anh chị khác rất là đóng rất là nhiều phim rồi. Và sao ta? Họ rất là nhiều, đóng nhiều phim, họ rất là nổi tiếng ở lĩnh vực diễn xuất. Bình chọn rồi nè. Cảm ơn Nguyễn Hiếu. Bình chọn rồi, nhưng mà phải huy động người khác bình chọn như chị nữa mới chịu. Biết sao không, fan của chị nó bị đầy hay sao rồi. Chị có nhiều người bạn cứ kêu add hoài cũng không add được luôn. Trời ơi, mọi người ơi, nhà quá đông xe, không thể nào đi được luôn. Rất là đông, đông kinh khủng. Cứ như thế này thì làm sao? Võ Tú Nhân, bình chọn cho chị Mơ đi. À, cầm điện thoại lên. Soạn tin NSX khoảng cách Q210 gửi cho tổng đài 8079. Nếu như mọi người bình chọn cho Phan Thị Mơ có nhiều bình chọn nhất thì Phan Thị Mơ sẽ có giải là nữ diễn viên được yêu thích nhất. Còn hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất sẽ là hội đồng nghệ thuật chấm cho mình. Còn khán giả bình chọn sẽ là đạt giải diễn viên được yêu thích nhất trong năm của cúp Ngôi Sao Xanh. Kết bạn với em đi. Chị rất là muốn kết bạn với mọi người luôn, vì có nhiều bạn rất là vui. Và khi mình post cái gì lên, người ta sẽ like mình nhiều. Nhưng mà bạn của chị hình như bị full rồi hay sao á. Dễ thương quá đi mất, luôn luôn khiêm tốn. Trời ơi, không có khiêm tốn đâu. Viễn Dương, Viễn Dương, anh bình chọn cho em chưa? Anh phải bình chọn cho em đi. Lần đầu tiên em được đề cử giải nữ diễn viên xuất sắc, em vui lắm. Lê Hệ Kiều Anh, xin chào. Nhân Vũ, chị Nhân Vũ, bình chọn cho em đi. Chết rồi, mình phải viết cái chủ đề là bình chọn cái gì thì người ta mới biết người ta bình chọn. Mà mình cứ kêu bình chọn rồi ai biết bình chọn như thế nào đâu, bình chọn đúng không? Quên. Ẩm giải luôn nha. Khó ẩm giải lắm, đâu phải là dễ đâu. Nhiều diễn viên lắm. Đi đâu? Đi event mới về. Trịnh Gia, xin chào anh. Xin chào Trọng Nguyễn.
Chị gọi tên em đi, Trọng Nguyễn gọi rồi đó. Trót sân vặt nè. Will you support me, Tristan? Hoàng Tính. Hoàng Tính bình chọn cho chị chưa? Cầm điện thoại lên, bình chọn đi. Rồi cái mã gì quên mất tiêu luôn rồi. Dài quá. Chị Kim Hồ Sarah. Chị Kim Hồ Sarah bình chọn cho em đi. Trust Nguyễn Tuấn Dũng. Em nhắn tin bình chọn hả? Em cũng phải quy động người khác bình chọn nè. Rồi em còn phải vào trang web nữa. Em còn phải truy cập vào trang web của người ta em bình chọn nữa. Chứ không phải đơn giản vậy không là được đâu. Rõ chưa? Đúng. À, em viết sai cái cú pháp rồi, Võ Tú Nhân. Là NSX chứ không phải NXX. Có nghĩa là viết tắt của ngôi sao xanh đó. Rồi xong rồi, khoảng cách Q210 gửi 8079. Đúng rồi. Bây giờ em đổi thành NSX nha, chứ không phải NXX. Vậy là đúng. Thì thầm tin em đi chị. Phan Thị Mơ. Thì thầm rồi. Táo mini NSX Q210 gửi cho 8079 nha em. Cảm ơn em, nhiệt tình quá, dễ thương quá đi. Minh Tuấn đang xem. Anh Minh Tuấn. Anh Minh Tuấn bình chọn cho em đi. Chào em. Trời ơi, chào em Mơ Phạm cùng họ nữa. Em họ Phan, em không phải họ Phạm. Khổ quá. Đúng rồi, gửi 8079. Huỳnh Quang Nhật. Nhắn tin bình chọn cho Phan Thị Mơ đi. Đúng rồi, Hoàng Đức Hiếu. NSX là viết tắt của ngôi sao xanh đó. Khoa Trần. Khoa Trần, anh Khoa Trần. Anh nhắn tin bình chọn cho em gái đi. Đây là livestream mang tính chất quảng cáo bản thân. Mang tính chất kêu gọi mọi người bia. Gặp ai cũng kêu bình chọn, kêu bình chọn. Xe đông quá đi. Nhã Uyên, em bình chọn cho chị Mơ đi. NS X khoảng cách Q21 gửi cho 8079. Ủa, cái anh này người ta muốn đi thẳng mà anh kêu người ta quẹo trái thì sao ta quẹo đúng. Cái anh này kỳ ghê. Xe đông quá. Chọn cho em đi. Sao ta? Mọi người thay vì cầm điện thoại, thay vì cầm điện thoại thì mình sẽ nhắn một cái tin nhắn để bình chọn cho Phan Thị Mơ nha. Cảm ơn mọi người, yêu dấu nhiều. Đồng ý, chị sẽ đóng nhiều phim nữa. Nhưng mà nhớ ủng hộ và bình chọn cho chị nha. Thảo Nguyên. Lên đây là sẽ bị tôi bắt bình chọn hết. Tôi mà thấy ai là tôi sẽ bắt bình chọn cho tôi hết luôn. Có tham luôn.
Người ơi coi nè, xe đông quá không? Sao đi đây? Mình vừa mới lấy ra một lần năm máy và bình chọn cho bạn. Có thật là như vậy không? Nếu như vậy thì Phan Thị Mơ cảm ơn nhiều lắm. Khi mà mọi người bình chọn là sẽ có một cái tin nhắn trả lời cho mọi người là mọi cảm ơn đã bình chọn cho Phan Thị Mơ, hay là đại loại là như vậy đó. Nếu mọi người nhận được tin nhắn đó là mình đã viết đúng cú pháp rồi. Kẹt xe nhiều quá mọi người ơi. Chào chị Hải Đăng, chào chị. Xuân Lê, chào, chào em bình chọn cho chị đi. Ai vô là cũng bị kêu bình chọn hết trơn luôn. Nè mọi người coi nè, đông xe kinh khủng luôn, toàn như là nhích không à, chứ không có lái được luôn. Và không có một chỗ nào để điện cái điện thoại để mà nói chuyện với mọi người được hết trơn. Mọi người ơi, nhớ cầm điện thoại lên và soạn cú pháp NSX khoảng cách Q210 gửi cho số điện, gửi cho tổng đài 8079 nhé mọi người. Là mọi người đang ủng hộ cho Phan Thị Mơ một vote đó. Chào em Cherry Nguyễn, chào chị Di Quang Châu, bình chọn cho chị nhanh lên Di Quang Châu. Đạt Huỳnh, bình chọn cho em đi. Đang ủng hộ nhiệt tình nè, vừa bình chọn. Cảm ơn. Nó bị gián đoạn giữa đường. Tân Luật xin chào. Nguyễn Đức Thịnh, chào chú. Chú ơi, chú bình chọn cho. Ôi nhiều quá. Amada xin chào em. Em mới xem Ngoại Tình Với Vợ hả? Mọi người ơi, mọi người ủng hộ cho Phan Thị Mơ nha. Mọi người bình chọn cho Phan Thị Mơ trong giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần này nha. Phi Hải, hello chế. Chế hello em. Còn nhớ em không? Còn nhớ. Nhớ quay một cái phim với em và chị đã đạp em một nhát khiến em phải bầm tím. I love you. Ngôi Sao Xanh khoảng cách Q210 gửi 87 8079. Ôi giỏi quá, đúng rồi Nhã Uyên, em làm đúng rồi đó. Cảm ơn mấy yêu nhiều. À, Mơ mới vừa đi họp báo về. Ôi nhiều người quá, xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Chiều nay mọi người đang làm gì? Mọi người có ra ngoài đường giống như Phan Thị Mơ không? Và có bị kẹt xe giống như Mơ không? Kẹt xe không đi được luôn. Kim Vĩnh Đăng, Kim Vĩnh Đăng nhắn tin bình chọn cho em đi. Ôi giời ơi, đông xe quá.
quá không đi được luôn nè. Ghê quá. Càng ngày càng tối rồi mà chưa về đến nhà nữa mọi người ơi. Từ quận 3 đi về quận 7 thật là xa. Khi mà kẹt xe nó trở nên xa còn hơn là đi ra sân bay nữa. Lái xe từ nãy giờ mà chưa về được tới nhà nữa. Mới đi được có nửa đường à. An Nguyễn ơi, An Nguyễn ơi, An Nguyễn bình chọn cho chị Mơ đi. Chúc mừng em nha. Có biết chuyện gì không mà chúc mừng Kim Vĩnh Đăng, Nguyễn Đức Thạnh, Thịnh. Chú, trời gì mà trời hả chú? Chú bình chọn cho con đi. Vũ Dũng, xin chào. Anh tin chắc là em sẽ giành chiến thắng. Không dám đâu. Anh nhìn danh sách là anh sẽ... Anh nhìn em chỉ mới là đề cử thôi. Em không phải là đã được công bố là thắng giải đâu. Giờ cho nên là sẽ nhờ kêu gọi mọi người bình chọn. Mà trong cái danh sách đề cử quá nhiều người gì đó, quá nhiều người giỏi, quá nhiều người đóng nhiều phim, quá nhiều người có vị trí. Còn em là tay ngang thôi. Cho nên em mới phải kêu gọi mọi người ủng hộ cho em nè. Ôi trời ơi, cái điện thoại này đứng yên một chỗ được không? Cứ trượt đi hoài. Làm sao nói chuyện với mọi người được? Chế đang ở đường nào vậy? Chế đường về tới quận 7. Chế đang từ quận 3 đi về tới quận 7. Nhưng mà rất là kẹt xe, rất là đi rất là khó. Có Chế nha. Chế Yvonne Trương, bình chọn cho em đi. Huyền Lê yêu dấu, hãy bình chọn cho em bằng cú pháp NSX khoảng cách Q210 gửi 8079. Kêu gọi trắng trợn quá. Gặp ai cũng kêu gọi. Mọi người giờ này mọi người đừng có ra đường nha. Mọi người chờ tới 6 giờ hơn rồi mọi người hãy ra đường. Ra đường bây giờ là tự giam mình vào một vòng mớ bồng bông của xe cộ. Rất ư là nhiều xe và đông xe. Đường nào cũng đông và đường nào cũng kẹt. Đi hoài không tới nơi. Trà Thị Ngọc Hân, bình chọn cho em liền đi. Thôi bây giờ chị rảnh rảnh, chị đi lên trang web. Xong rồi chị truy cập vào giải thưởng điện ảnh.vn. Bầu chọn cho, người ta sẽ chỉ cho mình những cách thức ở trong đó. Bầu chọn trên trang web á, là sẽ được, hình như là sẽ tính là 2 bình chọn hơn là ở điện thoại. Nhưng mà người nào dùng điện thoại thì là sẽ tiện hơn. Bạch Long, hai Bạch Long. Hello Trần Kim Yến, khỏe không? Giáo viên chị ơi, bình chọn xong rồi người ta gửi này nè. Cảm ơn bạn đã bình chọn cho Phan Thị Mơ. Tiếp tục bình chọn cho diễn viên yêu thích đến ngày 6/1/2018. Hotline, đúng rồi. Em nhận được tin nhắn phản hồi như vậy là em đã bình chọn đúng rồi. Chị cảm ơn em nhiều. Người ta sẽ có một tin nhắn phản hồi cho mình là mình đã bầu chọn cho ai ai ai. Người ta sẽ gửi lại phản hồi cho mình. Giỏi quá. Lên nhà Uyên, nhà Uyên giỏi quá. Cảm ơn em. Hello my beautiful girl. Thank you. Nguyễn, chào Mơ, xin chào. Hãy bình chọn cho Phan Thị Mơ.
Kim Liên Lê. Liên ơi, em hãy bình chọn cho chị Mơ đi Liên. Gọi tên anh thì anh có bình chọn cho em không? Trạng. Trạng ơi, Trạng à. Trạng bù bình chọn cho em đi. Cầm máy lên liền, nhắn tin với cú pháp. Quên rồi. NSX là viết tắt của ngôi sao xanh. Khoảng cách Q210 gửi 8079. Chọn liền cho em đi. Em kêu gọi hoài em mệt đó. Em khát nước quá. Từ nãy giờ em nói nhiều quá, em khát nước quá. Ngân Nguyễn. Ngân Nguyễn hãy bình chọn cho chị Mơ đi. Ngân Nguyễn ơi. Phan Hiếu Hóa Trang. Phan Hiếu Hóa Trang hãy cầm điện thoại lên và bình chọn cho bé đi. Bình chọn cho bé để bé có cơ hội được nhận giải giải ngôi sao xanh. Hạng mục nữ diễn viên chính được nữ diễn viên chính được yêu thích nhất 2017. Sắp tới nơi. Okay. Ăn cái gì mà ăn, lôi bình dọn cho chị đi. Ăn gì mà ăn hoài, gặp là ăn hoài à. Mọi người ơi, ấy da, đau quá. Kêu gọi hình chọn mà khổ ghê. McDonald's quận 4. Ăn ốc đi chế ơi. Không ăn. Hình chọn cho chế đi, chế mới chịu. À, cầm điện thoại lên, soạn tin nhắn. Nói gì đọc nhiều quá. Trời ơi, tay ngang thôi mà. Chị tay ngang mà. Chị tay ngang hơn là những anh chị diễn viên khác. Những anh chị diễn viên khác đó, đóng rất là nhiều phim rồi. Và mối quan hệ của họ về phim ảnh cũng tốt hơn với mình nữa. Cho nên mình là tay ngang là đúng rồi. Mọi người ơi, Phan Thị Mơ được đề cử vào giải ngôi sao xanh cho năm nay. Cho nên là Phan Thị Mơ muốn, mong là mọi người sẽ tặng cho Mơ một vote thôi cũng được. Miễn có là được rồi. Để Mơ có cơ hội, để Mơ có cơ hội nhận được giải thưởng ngôi sao xanh nhé. Trường Giang Phạm. Trường Giang Phạm, vote cho Mơ đi Trường Giang Phạm. Trường Giang á, vote bằng cách là nhắn tin điện thoại nè. Rồi còn phải lên trang web vote thêm nữa nha, mới chịu nha. Lên trang web nha. Mình vote sẽ là sẽ được tính là hai phiếu thì phải á. Chỗ em không kẹt xe chị ơi. Nhưng mà chỗ của chị rất là kẹt xe luôn. Chị phải dừng lại để nói chuyện với mọi người nè. Có được giải, cố được giải nha, rồi cho tôi ăn chân gà. Được giải sẽ cho mấy người ăn chân gà, mà ăn luôn chân vịt luôn cũng được. Mà ăn hai đó thôi, đừng ăn cái khác là được rồi. À, Bạch Long, dạ ngôi sao xanh Q210210 gửi cho 8079 nữa ạ. Gửi cho 8079 đi anh. Hãy Bình Nguyên, hãy bình chọn cho hoa hậu chửi nhiều nhất Việt Nam. Mai mốt lên lãnh giải bà chửi trực tiếp cho nghe. Vô duyên. Thấy ghét. Cái thằng quỷ. Đi qua đốt nhà giờ. Nếu vote cả trên web và cả điện thoại, vote nữa luôn đi. Vót nửa luôn, đừng có dừng lại. Vót hoài luôn vậy đó, tham lắm. Đỗ Tam, xin chào Mơ, chào bạn. Bạn ơi, bạn hãy nhắn tin và bình chọn cho Mơ đi. Mơ cảm ơn nhiều. Sâm Giang, Sâm Giang em có khỏe không? Messi Nguyễn, Messi Nguyễn. Xin chào bạn. Đỗ Ngọc Tuyền, chào chị. Chào em.
Phương Thảo, chào bé Phương Thảo. Bé Thảo ơi, bé Thảo hãy vote cho dì Mơ đi. Hãy bình chọn cho dì Mơ đi. Chào chị Lily Thanh, chị có khỏe không? Chị vô đây để bình chọn cho em đúng không? Phan Văn Thi. Dạ, con mới đi làm về chú. Đỗ Tam, hello bạn. Nguyễn Bảo Duy, xin chào anh Nguyễn Bảo Duy. Anh vô đây để vote cho em phải không? Anh hãy bình chọn cho em đi. Anh hãy bình chọn chọn với cú pháp là NSX khoảng cách 2 khoảng cách Q210 gửi cho số 8079. Đó là một lượt bình chọn rồi đó. Nay em ốm quá. Em ốm quá, em lo quá, em lo bình chọn quá, em ốm. Nói chứ em bữa giờ em ăn không được cho nên em bị ốm đi. Trúc Hoàng lâu rồi không gặp Chế. Nhớ Chế quá. Nè, đang gặp nhau nè. Tuyết Sương, làm sao để bình chọn hả? Để nói cho nghe nè, có hai cách. Cách thứ nhất là lên trang web giải thưởng điện ảnh .vn sẽ có nguyên một dây các diễn viên mình sẽ bình chọn cho Phan Thị Mơ. Rồi cách thứ hai là nhẹ nhàng nhất nè, là mình cầm điện thoại lên và mình cầm điện thoại lên, mình soạn tin nhắn với cú pháp là NSX là viết tắt của ngôi sao xanh, khoảng cách Q210 gửi cho 8079. Đó, thuộc rồi, giỏi quá. Đang kêu gọi cái dòng họ dễ thương quá. Trường Giang dễ thương quá à. Kêu gọi càng nhiều lên đi. Mong được chào một tiếng. Xin chào Hoàng Sơn. Chào rồi đó. Hồng Thảo, chị Hồng Thảo yêu dấu ơi, chị vô đây để vote cho em hả? Chị nhớ bình chọn cho em nha. Lần này em được đề cử giải nữ diễn viên xuất sắc và nữ diễn viên được yêu thích nhất của ngôi sao xăm, nên chị phải bình chọn cho em đó. Có hai cái điện thoại, hai máy tính, gửi riết mà đơ chuột luôn. Thôi đừng có xạo, có làm không? Gọi tên em đi chị hot xinh đẹp ơi. Ngô Hiếu. Gọi tên em xong rồi đó, bây giờ em bình chọn cho em đi, cho chị đi. Biết cách thức bình chọn chưa? Chị Hồng Thảo xinh đẹp, bình chọn cho bé đi. Như Lê, chào chị, chào em. Đỗ Ngọc Tuyền, to love, me too. Nguyễn Bảo Duy. Nguyễn Bảo Duy ok em là sao? Là có bình chọn chưa? Hoàng Ân, xin chào chị chào em. Phan Thùy Linh, chị Mơ ơi add em với nha. Ok nè, mà phải bình chọn cho chị nha. Bình chọn cho chị nhận giải diễn viên được yêu thích nhất của ngôi sao xanh đi nha. Linh yêu chị Mơ hí hí. Có yêu thiệt không? Yêu hơi ghét tôi. Quốc Việt, chào chị chào em. Tuyết Sương, ok để kêu gọi. Tuyết Sương, trước khi kêu gọi là mình phải bình chọn trước, thì sau đó mình sẽ kêu gọi bạn bè của mình, người thân của mình. Trời ơi, phải đưa cái mặt ra vậy nè, mới thấy ánh sáng mọi người mới thấy được Mơ. Chứ không á là tôi thui à. Con cá chùi kiến gian thả.